Xin chào, một ngày mới. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề mới mà mình tin là rất nhiều anh em làm việc ở nhà như mình gặp. Đấy chính là vấn đề mất tập trung và bị làm phiền. Được rồi, thì như anh em cũng biết là mình set up lên cái góc làm việc đây để mình tiếp tục làm việc ở nhà. Cái văn phòng mình đang làm việc đấy thì là một phòng ở trong nhà của mình thôi. Thế nên là mình gặp rất nhiều vấn đề khi đang làm việc. Ví dụ, đang làm việc thì bị mèo làm phiền. Đang làm việc thì bị chó làm phiền. Đang làm việc thì bị game làm phiền. Hello there. Đấy, nhưng mà thôi, tóm gọn lại thì vấn đề sẽ là chúng ta sẽ cần làm cái phòng làm việc khác ở xa nhà hơn, xa chỗ ngủ hơn, xa chó mèo hơn nữa. Cùng set up thôi anh em nhé. Bắt đầu thôi. Nhà nhé. Nhà chơi nhé. Xin chào. Đã bê đồ xong rồi thì giới thiệu các bạn, đây là văn phòng mới. Đây là văn phòng cũ của mình. Trước đây mình đã làm khá nhiều video ở đây rồi. Nhưng bây giờ mình quyết định là đây sẽ trở thành cái văn phòng ở xa nhà mình hơn. Thì từ lúc mình không dùng cái này làm văn phòng nữa thì nó đã trở thành phòng chứa đồ rồi anh em ạ. Nó có tủ quần áo này, có thảm này, có đệm này, có nói chung là hầm bà làng đủ thứ. Và bây giờ công việc chúng ta sẽ là dọn cái này đi, sắp xếp một tí để đưa cái setup mới chúng ta về đây. Rồi, thế là chúng ta đã tạo xong căn phòng, đã sẵn sàng để được set up các thứ vào rồi. Hơi vang một tí, xin lỗi anh em. Nhưng mà ở cái phòng làm việc này ý, thì mình sẽ muốn nó chỉ dùng để làm việc thôi. Thế nên là sẽ không có máy chơi game nữa. Không có chó mèo, không có gì hết ở đây cả. Với cái bàn làm việc lần này ở đây, mình muốn set up nó khủng hơn một tí. Thế nên chúng ta sẽ có hơi nhiều phụ kiện. Set up anh em nhé. Xin chào, hôm nay là ngày thứ 2 của việc bị xây dựng cái văn phòng này rồi. Hôm nay chúng ta đã có bàn này, đồ setup này, ổ cứng các thứ ở đây. Bây giờ công việc chính ý, là đặt nó vào chỗ thôi. Ở đây chúng ta có một cái cửa sổ và đây sẽ là chỗ mình đặt cái bàn. Tại vì mình thích là ở bên cạnh bàn nó có tí nắng vào, chụp ảnh trông nó sẽ đẹp hơn. Và cái góc này đấy, chính cái góc này chúng ta sẽ đặt cái bàn này vào. Đây là cái bàn mình vừa đặt ống riêng, có chiều dài là 2m và rộng là 60cm. Thế hơi bé hơn một chút so với bàn bình thường mình vẫn dùng, nhưng mà vẫn ok. Bây giờ là đến cảnh mọi khi các bạn vẫn thấy tham lát hai cu li làm việc. Xin chào, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 3 trong công cuộc xây dựng lại cái văn phòng mới của mình. Hôm nay thì cái setup đã xong rồi, cả ngày hôm qua gần như chỉ dành để khoan và đục. Rồi sau khi khoan và đục xong ấy thì mình đã có một cái bàn, một cái setup khá là đầy đủ, có máy tính, có màn hình, có laptop, có paintboard, có gọi là giá để đồ trên tường rồi. Mình sẽ cho anh em xem trước quang cảnh cái setup này của mình như nào anh em nhé. Bureau, montage, nói chung là nhạc lên. Yeah.
thế là anh em vừa xem qua setup làm việc của mình rồi. Ở đây chúng ta vẫn có 3 thành phần chính gồm máy case này, màn hình này, màn hình 219 tí mình sẽ cho anh em xem sau, và một chiếc laptop. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái phần đắt tiền nhất và to nhất ở trong cả setup này của mình. Đấy chính là cái thùng máy này. Như anh em nhìn thấy ở đây thì thùng máy này là thùng máy của Lenovo, có tên là ThinkStation, mã nó là P720. Làm cái workstation thì ngay bên trong này mình có một cái CPU đến từ Intel là Intel Xeon Gold 6226R. Trang màn hình là RTX A5000. Trong cái máy này nếu mình nhớ không nhầm thì đang là base là 32GB RAM. Ngoài ra ở phía bên trong này thì làm chiếc máy edit video anh em ạ, mình có khoảng 2TB ổ cứng SSD ở trong này. Cái việc hay của những chiếc máy chạm như này đó chính là ở trong này nó có rất rất nhiều khe cho chúng ta cắm thêm RAM này, cắm thêm ổ cứng này. Thế nên ngoài việc đây là một cái máy chạm thì có thể nói đây là một chiếc hố đen vũ trụ, hút hết tiền lương và quỹ đen của anh em. Thêm lương bao nhiêu, thêm quỹ đen bao nhiêu, đi lắp RAM, đi lắp ổ cứng hết vào trong này. Đấy, nhưng mà hiện tại đây là base, mình sẽ làm cho anh em một bài test về việc là với cái máy chạm base như này, với cái core Intel Xeon như thế và từng đấy RAM, từng ổ cứng thì mình edit như nào anh em nhé. Tất nhiên rồi, để test những cái bài test này thì chúng ta sẽ quay lại với cái phần mềm edit video kinh khủng nhất, gây đau thương nhiều nhất, đấy chính là Premiere Pro. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test đầu tiên. Phần mềm mà anh em video editor nào cũng sợ, đấy chính là Premiere Pro, đang được bật lên ở đây và có một cái project rất là lằng nhằng ở phía dưới này. Cái file video mình đang có ở đây là file video 4K 8bit của A73. Mình đang để độ phân giải như anh em nhìn thấy ở đây là full. Video thì có rất rất nhiều kiểu effect rồi kiểu cái này cái kia add thêm vào, xong rồi hai cái chất layer để chỉnh màu. Mình sẽ play thử cho anh em xem là nó có mượt không anh em nhé. Anh em thấy đấy, chúng ta có hai level chỉnh màu này, có zoom ra zoom vào, có nhanh có chậm, có light lick các thứ này kia mà nó vẫn chạy khá là ok. Chỉ có vấn đề duy nhất ấy, một điểm trừ mà mình nghĩ là cũng không rõ là trừ hay cộng hay là có nên trừ hay không hay có nên quá khắt khe hay không, đấy chính là khi cái máy này render video ấy, ví dụ đây đang render ở đây, chính cái cục này nó rất kêu anh em ạ, thậm chí là mình nói đây không biết anh em có nghe thấy không. Rồi với mình ý, thì cái tiếng kêu nó không phải quá là vấn đề, nó chỉ kiểu như có cái quạt nhẹ nhẹ bên cạnh tai thôi. Còn với anh em thì sao, không biết là anh em có khó chịu bởi tiếng kêu từ máy này ra không, comment ở dưới mình biết rồi nhé. Rồi vậy là về cơ bản của chiếc máy chạy để chạy file 4K 8bit thì quá bình thường đúng không anh em. Chạy file này xong rồi thì chắc là dựng TikTok các thứ ok, nhưng vấn đề là mình không muốn dựng TikTok. Cái mục đích chính build chiếc máy chạy này là để sau này mình mở rộng được sản xuất video của mình, không phải chỉ làm video YouTube nữa mà để làm cả những cái video về PVC, về quảng cáo, về những thứ khác. Thế nên là lúc này chúng ta sẽ phải cân những cái file video nặng hơn. Thì ở đây mình đã có sẵn một cái đoạn video nặng hơn một tí. Những cái sự kiện hay những cái sau này mình quay thì có thể mình sẽ phải dựng ở trên cái định dạng file này, đấy chính là file 4K 10bit đến từ chiếc A74 hay thậm chí là trên chiếc FX30 hay FX3. Thì mình sẽ play thử cho anh em xem nhé. Đây hoàn toàn là file chưa được render, chưa được chạy trước gì hết. Vẫn có hai lớp chỉnh màu. Độ phân giải vẫn là full. Và đó, đây anh em thấy nhá, mình dựng video YouTube vẫn ok. Sau này làm sản xuất cái về gọi là video sự kiện này, TVC quảng cáo cỡ nhỏ này, thì file này hoàn toàn đáp ứng được, chiếc máy này vẫn chạy tốt. Còn nếu sau này ví dụ như mình giỏi hơn, mình làm được những cái job cho các doanh nghiệp lớn hơn, dùng máy Red riết các thứ, thì mình sẵn sàng đúc thêm ổ cứng, cả màn hình, chip chiếc các thứ vào đây. Chiếc máy chạm vẫn chiếc chạy được 2 chip liền anh em nhé. Đây gọi là chiếc máy đầu tư một lần nhưng mà cho cả tương lai. Mình hiểu. Ok, xong thành phần đầu tiên, chúng ta đến với thành phần thứ hai ở trên góc setup này. Thành phần rất quan trọng đó chính là cái màn hình. Nhận xét từ ngoài vào trong nhá, thì mình thấy cái màn hình rất là đẹp, cái tỷ lệ khá là cân đối. Còn với người khác ấy, thì cũng nhận xét là đẹp. Ok. Đây là cái màn hình có tỷ lệ 21:9, độ phân giải là 3440x1440, tức là nó rơi vào khoảng 2K gần 4K gì đấy. Chúng ta có khá là đầy đủ cổng kết nối ở trên này, cổng HDMI, có DisplayPort, có USB-A, có USB-C, có. Nếu mà anh em nhìn từ xa, anh em sẽ tưởng đây là cái màn hình bình thường, chỉ có 21:9x34 inch, màn hình ngang như thế thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn gần, nhìn kỹ thì anh em sẽ thấy là nó hơi cong một tí ở đây. Để lý giải tại sao nó lại phải cong thì đơn giản thôi, là ví dụ như
Nếu mà nó cái màn hình thẳng hết nhá, nó dài hết này nhá, anh em muốn nhìn những cái chi tiết nó xuất hiện ở phía bên này hay bên này hay trên này hay trên này của màn hình ấy, thì khi nào mà nhìn anh em có thể quay đầu sang cái này, quay bên này, quay bên này, quay bên này, đấy, như thế nó sẽ mỏ cổ anh em ạ. Còn khi mà nó hơi cong nhẹ vào một tí nhá thì anh em sẽ có cảm giác là kiểu nó gần với phía mắt của anh em hơn, thế là chúng ta đỡ cái việc phải quay nhiều này, đỡ mỏ cổ hơn khi sử dụng, tinh tế trong thiết kế. 21:9 lại còn là tỷ lệ tuyệt vời cho công việc của mình, là ví dụ như là khi mình dựng phim ấy, thì đây bên này mình có thể dựng phim, bên này mình có thể tìm kiếm kiểu nhạc hay là effect các thứ để mình có thể tải về xong thì mình có thể kéo ngay từ cửa sổ phía bên dưới này, kéo thẳng vào video của mình ở đây. Tuyệt vời. Nó qua một chút về độ chuẩn màu cho màn hình này thì thông số mình sẽ để nó hiện ra ở đây, để trên dưới này. Nhưng để đánh giá về màu sắc trên màn hình này so với những chiếc màn hình mình đã từng dùng qua ấy, thì có một điểm mình đặc biệt khá thích, đó chính là màu đen trông nó khá là sâu, độ tương phản cũng vừa phải, không bị đẩy quá lên như một vài chiếc màn hình mình đã từng dùng. Nó không bị quá ngả vàng hay là quá ngả xanh. Mình nghĩ chỉ với 50-100 nghìn để người ta cân lại màn hình cho các bạn ấy, thì các bạn sẽ có một chiếc màn hình rất chuẩn. Ngoài ra sẽ có một điểm không biết các bạn có thích hay không, đó chính là về cái việc chống lóa ở chiếc màn hình này. Hiện tại mình đang chưa có rèm cửa sổ anh em ạ. Thế là ánh sáng chiếu thẳng vào màn hình thì khá là nhiều, nhưng vì ở trên chiếc màn hình nó có một cái lớp chống lóa nhất định ở đây, thế là chúng ta sẽ không nhìn thấy quá nhiều cái việc mà bị bóng sáng vào đây. Chị chào, không nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ở trong cái văn phòng này ở sếp mới rồi, còn cắt cả tóc mới rồi anh em ạ. Đấy, nhưng vấn đề là đã có một vài ngày trải nghiệm với cả cái sếp này mà mình quên mất còn một thứ nữa mình chưa giới thiệu với anh em. Đấy chính là chiếc laptop ở đây. Đây là chiếc ThinkPad P14S Gen 3, tờ đời 3 được mới nhất anh em ạ. Đây là một chiếc mobile workstation. Lý do mình chọn ý thì là tại vì hiện đây đã có chiếc workstation đây rồi, thì đây cũng nên là chiếc workstation. Mục đích của mình khi mua chiếc máy tính này thì không phải là để dựng video, tại vì nó cũng không phải dùng sinh ra để dựng video. Cái chữ P trong dòng P14S ở đây tức là performance, thì chiếc máy này với con chip i5 thế hệ thứ 12 này, chúng ta đang có 12 nhân và 16 luồng, kết hợp với một con card đồ họa GPU đến từ Nvidia là T550 4GB ấy, thì chiếc máy này sinh ra dùng để dựng hình này, 3D này, set design này, và đấy chính là công việc mà mình định là trong tương lai mình sẽ sử dụng chiếc máy này. Ví dụ mình cần thiết kế set design cho cái TVC này, trong cái MV, hay nếu mình muốn dựng hình 3D về một cái sân khấu nào đấy mình cần làm việc ấy, thì mình có thể dựng trên chiếc máy này. Và quan trọng ấy, vì nó là một chiếc mobile workstation nên mình có thể rút cái dây này ra, bê cái máy này mang đi và thuyết trình cho khách hàng. Tuy nhiên là một YouTuber cũng hơi tham lam một tí, mình vẫn muốn con máy của mình dù không phải sinh ra để dựng video, nó vẫn có thể edit video. Và không biết nó dựng được video không thì anh em xem nhé. Rồi, ở đây anh em đang được nhìn thấy trên màn hình chiếc màn hình 21:9 rất đẹp anh em ạ. Làm chiếc podcast mình vừa mới làm. Cái podcast này thì được quay bằng A74 với cái file chính là file 4K 10bit 422. Mình quay ở khung hình là 25 frame. Cái điểm mà mỗi khi mình edit ở trên laptop ấy, mình sợ nhất đó chính là drop frame, tức là máy không thể nào chạy được theo, không thể nào đọc được cái file mà mình đưa vào. Và cái trường hợp đấy thì ở đây là tại sao em nghỉ? Thôi nghỉ, có người bảo là em bị đuổi. Thằng nào đưa nào, nào. Hai anh em mình cãi nhau nên không làm với nhau nữa. Đấy mà để giải thích ấy, K10bit 422 có thêm một vài lắc màu này, xong rồi có thêm một vài lớp video khác ở trên, nó vẫn chạy một cách rất bình thường. Anh có thể nhìn thấy ở đây là không drop frame một tí nào cả. Mọi thứ vẫn rất trôi. Đấy. Đây chính là cái điểm quan trọng nhất mà mình cần thiết ở trên mỗi chiếc máy tính khi mình edit vlog. Tại vì thường vlog của mình sẽ không add quá nhiều hiệu ứng này, 3D này, sound effect hay là những cái gì mà quá nặng. Mình chỉ cần nó chạy mượt ở những cái file đẹp như thế này là ok. Ngoài ra nhá, có một vài điểm mình khá thích trên chiếc máy này, đó chính là khả năng bảo mật của nó. Rồi đến đây thì để mình chỉ cho anh em nhá, thì đây một chiếc máy 14 inch khá là cứng cáp, được làm bằng magie. Đây nó ghi sẵn ở đây này. ThinkPad 14 P14S Gen 3 và magnesium ở dưới này anh em ạ. Cứng cáp, nhỏ nhẹ. Nhưng mà cái điểm mà mình ấn tượng nhất ấy đấy chính là khả năng bảo mật. Tại sao ạ? Tại vì ở đây ngay cái nút bật tắt đây chúng ta có một cảm biến vân tay. Cảm biến vân tay chưa đủ anh em nhá, ở trong cái thời này khi mà máy tính bị hack rất là dễ. Nhưng ở trên chiếc ThinkPad này chúng ta có ngay một cái kẹp ở đây, không phải một cái kẹp của cái công tắc đi, khi các bạn gạt sang bên trái một phát nó lại che webcam của các bạn lại, đảm bảo sự riêng tư cho anh em trong quá trình dựng video. Quên mất, tuy khen thì khen thế nhưng mà có một vài điểm ở trên chiếc máy này mình cũng có thể chê. Đấy chính là, anh em nghe thử nhé. Em nghe thấy rồi đúng không?
Đấy, tức là chiếc máy này cũng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng khi hoạt động mạnh quá nó cũng sẽ kêu lên như thế. Nhưng mà thôi, đây là một chiếc máy mình không dùng mua để làm những công việc dựng video và quá nặng là chính. Nhiệm vụ chính của nó sau này sẽ là đem những project mình đang làm đi show cho khách hàng và đi thuyết trình ở những nơi mình cần, thay cho chiếc workstation to đùng đang nằm ở kia. Không thể nào bê cả cái máy cây đến xong rồi cắm vào cho khách hàng xem được, đúng không anh em? Và rồi đó, thế là anh em đã xem được cái bộ máy tính mới setup của mình rồi đấy. Một chiếc laptop ở đây để đem đi thuyết trình, dựng những video ngắn, nhỏ và nhẹ. Nhưng mà khi nào cần dựng video nặng quá thì hình như nó vẫn làm được anh em ạ. Tiếp theo là một chiếc màn hình 219 ở đây để dựng video với cái timeline dài như thế này. Và cuối cùng là một thùng máy đầu tư cho bây giờ và cả tương lai. Dựng video ổn này, làm việc ổn này. Sau này làm sản xuất video mình sẽ phải chạy những phần mềm 3D, thiết kế, set design các thứ. Thì cắm thêm RAM, thêm chip vào đây. Ngoài ra thì quên mãi nói về máy thì chúng ta cũng phải nói về góc làm việc mất tận mấy ngày để làm nhỉ. Thì chúng ta có một chiếc bàn. Bàn này bàn đặt mới hẳn hoi anh em ạ. Bàn IKEA. Một chiếc lần này thay đổi màu anh em nhé. Chiếc bát chuột màu đỏ để phù hợp với cái màu đỏ trên Lenovo này. Một cái backboard ở trên này, một vài cái kệ và cái đồ trang trí ở đây. Anh em đã được xem xuyên suốt cả đoạn video rồi nên chắc là video dài không muốn nói lại nữa. Và bây giờ thì đó. Cơ bản đây là các bạn làm việc mới. Cái văn phòng này sẽ còn được update thêm rất là nhiều. Sẽ có nhiều thứ giới thiệu với anh em trong tương lai. Còn thôi, video bây giờ hơi dài rồi, giới thiệu thế thôi. Bài review siêu chi tiết về việc mổ xẻ những cái này như thế nào sẽ đến sau. Đi dựng video đây anh em ạ. Bye bye.